Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2020, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệu tập 16 đàn em của Phú Lê, tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái, vì có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Vị lãnh đạo này cho hay, cơ quan điều tra triệu tập các đối tượng lên bước đầu làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích, sau đó mở rộng điều tra để làm rõ thêm những hành vi phạm pháp khác của nhóm đối tượng này. Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận ngày 2 tháng 8 được đại ca của nhóm là Phú Lê triệu tập đi xử lý hot girl Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Sau khi truy lùng bất thành, Phú Lê tiếp tục chỉ đạo đàn em tìm về xã Hồng Hà để hành hung người thân của Đào Chi Lê. Trong diễn biến liên quan, vợ chồng Phú Lê bước đầu đã thừa nhận có liên quan đến vụ hành hung này. Trước đó, chia sẻ với Báo Thanh Niên, hot girl Đào Chi Lê cho biết chị và vợ chồng Phú Lê có xảy ra mâu thuẫn sau khi ngừng hợp tác làm ăn với nhau. Nhiều lần giải quyết không được, trưa ngày 3 tháng 8, vợ chồng Phú Lê đã cho đàn em đến nhà hành hung khiến mẹ và dì của Đào Chi Lê phải nhập viện cấp cứu. Đào Chi Lê đã đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trình báo sự việc. Tiếp nhận trình báo, khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, quê tại huyện Bình Lục, Hà Nam để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan chức năng, ngoài tội danh cố ý gây thương tích, cặp vợ chồng này còn bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng.